Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông:
anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giê-xu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đối với dân Do Thái xưa, người thu thuế bị xem là kẻ tội lỗi, kẻ phản quốc, vì họ làm tay sai cho đế quốc Roma và làm giàu trên sự bất hạnh của đồng bào. Thế nên họ bị khinh ghét và xa lánh. Đức Giê-xu không nhìn họ dưới nhãn quan đó. Ngài không xa lánh họ với phương châm: tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đức Giê-xu đã kêu gọi ông Mát-thêu, một người thu thuế, trở thành tông đồ. Lời mời gọi của Đức Giê-xu xảy đến với Thánh Mát-thêu khá bất ngờ và nhanh chóng. Thế nhưng nó lại đạt được kết quả mỹ mãn. Điều này được Thánh Mát-thêu thuật lại rằng: Đức Giê-xu bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Theo lẽ thường, trước những biến cố quan trọng, con người sẽ cần phải suy nghĩ trước sau, phân vân giữa cái được và cái mất. Tuy nhiên, với Thánh Mát-thêu, trước lời mời gọi của Đức Giê-xu, thánh nhân đã chẳng hề phân vân, nhưng đã mau mắn đáp trả. Vì gặp được lý tưởng và lẽ sống của đời mình, ông đã đứng lên và theo Đức Giê-xu. Về sau, thánh nhân đã trở thành một trong những tác giả sách Tin Mừng, trở thành người loan báo và chứng nhân cho lời của Thiên Chúa. Học nơi Thánh Mát-thêu, chúng ta cũng cần đứng lên và đi theo Chúa. Mỗi người được mời gọi đứng lên và đi ra khỏi những đam mê và tội lỗi, những điều bất chính và lòng ích kỷ. Chúng ta cũng được mời gọi can đảm dấn thân bước theo lời mời gọi của Chúa: hãy theo tôi, sẵn sàng nhận lãnh sứ vụ mà Chúa trao ban. Đồng thời, chúng ta hãy luôn tin rằng với ơn Chúa, dù chúng ta có tội lỗi, yếu đuối, bất toàn thế nào, Thiên Chúa vẫn gọi mời và ban ơn cho chúng ta. Bởi thế, chúng ta đừng chán nản và thất vọng về bản thân mình, nhưng hãy luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, và luôn biết đáp lại lời mời gọi tình yêu của Ngài như Thánh Mát-thêu. Amen.